thì thoải mái thôi. Làm răng là chỉ có tháng thăm thôi chị. Chị có mua, chị có dùng kem anh em không? Cái kem là đá đó hả? À, đúng rồi. Xuyên dùng á. Xíu chắc cũng phải gần hết rồi. Vì đợt bữa là chỉ có em nặng rồi, em mới dùng cho hết cái bát rồi kìa. Mà đợi em đi bơi xong tự nổ lên xuống. Đi bơi hả? Ai cũng cười. Đi biển á? Đi bơi, bể em đi dạy mà vậy bơi. Nước đó cà lo xử lý không mà biểu. Cái rồi lan cái em để cho nó tự xuống, cái là nó bị thâm đó đó. Có mấy cái mà nó khô mụn đỏ đen khô thì lại em lấy cài em nặng đó không. Cái cài mình đè miếng nông ra kìa. Nó trại do là nó thâm liền. Chị nhờn cô dố dạy ba nè, có đi học ba không nè? Chị bé dạy ba ở chỗ nào? Dạy Trần Phú. Bơi có chị. Gỡ quay tay đi. Lít người lớn vậy mình dạy chứ. Em cũng chưa biết bơi đây. Em chưa biết bơi. Thời gian đâu đi. Đi buổi sáng sớm. Bây giờ hết giờ rồi. Nhỏ chứ. Mẹ yêu mới ép An. À đây em thấy mặt nghi nghi rồi, mẹ không nhau hiểm rồi. Mà cô đưa cái miệng mình cũng hỏi luôn. Nghe thầm anh đi. Nhắm tiếng ép không? Ép mà thuận An à. Mẹ ép mà thuận An. Em kèm hay là dài cả lớp hay là răng bé? Dạ kèm chị. Một kèm một với lại một kèm hai tới ba đứa thôi chứ không có kèm nhiều. Ví dụ một tuần là học mấy buổi hả? Ba buổi. Một khóa là 12 buổi nhưng mà được kiểu như nghỉ mà thông báo vậy á. Là lỡ có sang tháng sau cũng được bảo lưu. Thế là em làm lại cho em hay là làm bên cho họ? Làm tư chị. Đấy là tự làm cho mình á? Dạ. Là mình thuê chủ. Dạ. Ví dụ như chị dạy cho một cô chị đi. Là khoán luôn. Khoán luôn cả, bao cả tiền phí giáo viên với lại tiền bể luôn rồi đó chị. Hàng tháng bao nhiêu? Ý là dạy là khoảng tầm bao lâu là biết bao lâu? Tùy theo cái độ tiếp thu với lại kiểu hắn có thích nước hay không đó chị. Cô vậy thì thích nước. Nhưng mà hắn sợ không phải học chứ đứa mô cũng sợ hết trơn á chị. Nhưng mà kiểu em dạy thiên về cái kỹ năng đứng nước rồi mấy cái làm đăng để lỡ có bị tai nạn nó rớt xuống nước kìa là hắn có thể tự ngồi tự cứu hắn được rồi mới đi qua học ba. Mà mấy đứa biết rồi là dạy cũng khó lắm á ngàn. Chị không sợ á chị kìa. Chén tiền. Rau. Mình đó à? Mấy cục. À dưới nhà à. Phúc bạn chưa sang qua biết lỗi gì không? Hoang ốc lì ốc không quen á chứ. Trâu qua bờ lâu bữa đó trời còn bón nhiều lắm mà tối rồi không ngon. Tối bây giờ để nhiễu nhiễu.
đừng ngâm một con gì nữa đi nó mình. Mấy cái dài dưới chỗ này là nó bị phim hay nãy kia phim cái này là bị bị thâm mà. Mấy cục chân mới đây là viêm viêm mũ nhìn dưới cái chỗ cầm nó chị nãy em chỉ chỉ kiểu không không có miệng á. Không biết luôn à. Để lần sau đẻ tiếp chị Phúc.
Ừ nãy nó tục luôn Diễm nghe à. Nó kêu là nó biết nó có la đế gì đâu mà đưa nó cho nó có sức khuẩn đế gì đâu vậy đó. Nói vậy đó. Ông kêu không? Em chỉ bắt đèn rồi. Hàng chi mới nãy em tới em đứng như cho cửa. Mấy chị nhìn quá trời luôn. Thiệt sợ luôn, nhìn mất sợ luôn á. Cái ủa thằng bữa nãy mấy người nhìn tôi ghê trời. Bữa tôi vô có ai nói chị mô trời. Ủa nãy chị tới ông đã tới chưa? Không biết, mấy bữa em tới rồi mấy chị kêu ngồi lên nằm ghế đi chị đồ kiểu như đó. Không, em tới mấy tới trước mà. Không, em không biết là tới trước hay tới sau. Không, tới trước ông đó, ông tới sau. Ừ. Mà tự nhiên tới cái nhìn em sẵn hầu. Thì biết sao hầu đó nhân viên còn rảnh. Ngầu là hãy thấy khách vô bắt đầu nhìn hết ra ngoài đó. Trả lời tôi chỉ ác mở cửa bình thường em nho đi trời. Tôi tới tôi nằm đây rồi mở cửa bình thường em nho nữa. Ai trả lời ác liền á. Ai trả lời ác đi. Mở cửa gì? Mà mở cửa gì? Em hỏi là đây có mở cửa không để em chạy từ Hội An ra. Trời ơi, tôi nằm ở đây rồi trời ơi, khổ dễ sợ. Liền ơi. Lon phân thân. Tiền của em ít con nghỉ đó. Ít có đóng cửa. Mai phút rồi.